Tuyết xe không cộng một pin chip không email lò văn củi 19/2/2018 Tô Ba Lây, chàng ta muốn cảm nhận thực tế thiệt là đập đà mắm muối nên ở lại ăn Tết ta. Và một điểm không quên là đến quán cô Tư Sồn cùng chàng sinh viên. Đi đâu thì đi, phải mần một ly cà phê trước cái đã, đó là cách của những người quen nơi này. Ông Hai Xích Lô hỏi, chính ông đặt tên cho chàng Tây Ba Lô này. Ê, Tô Ba Lây, đơ dui hôn, hay hôn? Dạ, đơ dui quá. Xá, hay quá xá. Tết Việt Nam còn giữ nhiều phong tục lắm. À, Việt Nam có tới 12 linh vật hen, mỗi năm một linh vật lãnh sướng trách nhiệm cả năm. Ông thầy nói vui, không hẳn là linh vật người ta thờ thiêng, phẩm ăn thịt. Các con giáp Việt Nam bị mần thịt luôn, nhưng tạm coi là linh vật cũng được đi. Dạ, năm nay là năm linh vật gì vậy? À, năm con chó. Con chó có phải con nhảy nhót, hay làm trò? Anh Năm Ba Gác ngạc nhiên, cái anh chàng này, biết nhiều thứ ở Việt Nam nhưng nhiều thứ đơn giản như đang giỡn cũng chẳng biết, thiệt tình. Con chó là con, gâu gâu, á. Dạ, thì ra là vậy, tưởng là mấy con kêu khọt khẹt. Anh Bảy Thọt cười ha ha, hổng trách được chàng ta. Năm chó mà ló mấy con khỉ, mấy con linh vật là linh tinh thánh vật. Chàng ta thấy hình tượng nên tưởng lầm là vải. Anh Sáu Nhạt thắc mắc, mấy con linh tinh thánh vật nào nói cho rõ coi. Anh Bảy nhún vai, cần gì nói rõ anh, những con khỉ mất na mất nết, sẵn sàng quẩy đít quẩy mông phá rối để tìm kiếm bổng lộc ngay trước tượng thánh thần. Năm nay là trước tượng Lý Thái Tổ, ngay ngày 17 tháng 2, ngày đau thương mà dân chúng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh bảo vệ đất nước Á. Chỉ cần nói vậy là có kẻ nhảy đông đồng tự nhận là mình thôi. Cho khỉ ở tượng đài Lý Thái Tổ ngày 17 tháng 2 năm 2018 là ngày tưởng niệm cuộc chiến chống tàu xâm lược. Ảnh FBTNCG. Như hồi trước, cha nội giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tự nhận là mình, trong khi ông bác sĩ Nguyễn Văn Tường cũng ở bệnh viện này viết câu đối khơi khơi trên FB, chiều 30, thằng mặt heo đến cơ quan cùng cái đầu heo, xin cô bác phù hộ để tiếp tục được ngồi lại ăn như heo trên. Sáng mùng 1, con mặt khỉ đến chùa bà, nhe hàm răng khỉ, xin thánh thần làm phước ban ơn lơ cho qua mấy trò khỉ. Giám đốc bệnh viện tố bị bác sĩ xúc phạm trên Facebook Tuổi Trẻ Online ngày 16 tháng 2 năm 2016. Nội dung câu đối của bác sĩ Nguyễn Văn Tường trên Facebook cá nhân. Ảnh Nguyễn Nam Anh 6 gục gật ở hén. Ông thầy giáo bồi tiếp, không chỉ mấy con khỉ tóc ké này đâu, mấy con khỉ đầu đàn, mấy con khỉ mặt heo vì húp máng toàn cao lương mỹ vị cũng nhột, cũng sẽ nhận và tìm cách khóa miệng như cơ quan chức năng yêu cầu. Ông bác sĩ Tưởng rút kinh nghiệm, những con khỉ này núp lùm chỉ đạo cho khỉ, những con khỉ này mới là những con khỉ đê hèn nhưng tham tàn nhức. Ông thầy nói quả là quá là đúng. Tô Ba Lẫy lầm quả cũng chẳng sai, bà con cô bác hén ca pi dai tiếng dân Tuyết Xe không cộng một pin chip không email.